Đúng là cả nhà mạnh. Ôi cua. Bò câu. Chào tất cả mọi người nha. Tắm nãy giờ thì có mát không mấy đứa? Dạ mát. Nhưng mà hôm nay á, Sang dắt mấy đứa ra ngoài ruộng này để thả theo cái đường mương này tắm, để thông báo cho mấy đứa một cái tin rất là đặc biệt nha. Dạ. Là cái kênh YouTube của anh với mấy đứa đã đạt được cột mốc là 4.3 triệu người đăng ký. Dạ. Nên mình sẽ làm một cái video ăn mừng với mấy đứa. Dạ. Nhưng mà thường thì mấy đợt trước á, làm những video ăn mừng á là mình sẽ nấu con này con kia để mà ăn uống đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay á, thì sẽ không có nấu nướng, mà anh á, sẽ dắt mấy đứa lên trên thành phố chơi một chuyến nha. Dạ. Tại vì lâu lắm rồi Sang không có đưa mấy đứa lên thành phố mọi người. Tâm thì đi cùng anh lên thành phố từ lúc nào ta? Còn nhớ là bao lâu chưa? Không nhớ anh Sang. Từ cái video mà anh với Tâm với Quỳnh đi lên thành phố đúng không? Dạ. Cũng 2 năm rồi Quỳnh. Dạ. Chắc cũng 2 năm rồi đúng không? Dạ, Quỳnh là riêng đó. Riêng Quỳnh là cũng 2 năm rồi chưa lên thành phố đâu mọi người. Còn Thái thì chắc là 3 năm hả? Dạ. Lúc Thái còn nhỏ xíu luôn. Còn Văn thì từ cái video mà đi Suối Tiên đúng không? Dạ. Là 4 năm rồi là Văn chưa bao giờ đi cùng Sang lên thành phố. Còn Hậu là chưa bao giờ đi cùng Sang luôn. Vì cũng vậy. Nên hôm nay á, anh á sẽ dắt mấy đứa lên thành phố chơi một chuyến. Nhưng mà chơi một chỗ rất là đặc biệt nha. Dạ. Là mình sẽ đi tắm công viên nước nha. Dạ. Chơi một bữa đi ở công viên nước. Và cũng như là Sang với mấy đứa sẽ đi ăn một bữa buffet cho thật đã, để ăn mừng 4.3 triệu người đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây ha. Dạ. Giờ thì bơi cũng mát rồi, mấy đứa sẽ về nhà để chuẩn bị đồ đạc này kia. Anh với mấy đứa sẽ lên thành phố khoảng tầm 1 ngày để mà chơi. Ông bà cho chú. Đó, nói được mà. Bà bảo mai có đi lên thành phố không? Bà muốn đi lắm rồi, bà không đi được à. Bố có đi không con? Bố có đi lên thành phố không? Không ạ. Bây giờ là 10 giờ tối nha mọi người. Mấy đứa thì nó cũng vừa mới qua tới nhà Sang rồi, chuẩn bị hết đồ đạc này kia. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đợi một chiếc xe, xong rồi sẽ bắt chiếc xe đó đi từ nhà Sang lên phía trên thành phố nha mọi người. Đợt này đi thì Sang sẽ không có bắt chiếc xe khách nữa, mà Sang sẽ thuê một chiếc xe 7 chỗ để cho mấy đứa di chuyển nó dễ dàng. Tại vì trong nhóm á, là Tâm đây nè, là nó bị xe. Nó đi chiếc xe khách á, là nó chịu không có nổi mọi người. Nên thôi thuê chiếc 7 chỗ để cho Tâm nó ngồi thuận tiện. Rồi Tâm có mang theo đồ để tắm chưa? Dạ có. Mang theo một bộ đồ nha. Tại vì đợt này là Sang với mấy đứa sẽ đi công viên nước cho mọi người để tắm. Buồn một cái là đợt này là không có dắt bố theo được mọi người. Tại vì Bảo còn nhỏ quá nên không dắt bố theo được. Nên bố đợt này ở nhà nha. Đằng sau ba dắt Ly sao nha. Dạ. Rồi bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye chào anh chú. Rồi bye bye. Bye bye. Ông xe lại sao đi. Ba đứa bự lại sao đi. Đâu có xe đâu. Còn ai xe thì ở trước. Xe thì cũng đã tới rồi nha mọi người. Bây giờ thì Sang những đứa sẽ lên xe để chuẩn bị ra hành đi nha. Trời bây giờ cũng tối hẳn luôn à. Thôi. Gì ngồi đây hả? Nhìn nè, có tu gì không thấy gì? Nhìn nè, xe nó ăn nha. Rồi, giờ khởi hành đi thôi. Từ sáng tới giờ mọi người, cuối cùng thì cũng đã đưa mấy đứa lên tới thành phố rồi nha. Cái chỗ này là cái chỗ siêu công viên nước cho mấy đứa. Giờ thì mấy anh em mình sẽ vào phía trong kia mua vé, cũng như là đi chơi hết ngày hôm nay nha. Đi chơi xong thì Sang sẽ dắt mấy đứa lên trên thành phố Hồ Chí Minh để mà ăn buffet nha mọi người. Còn chỗ này là thành phố Biên Hòa nha. Đây là siêu công viên nước. Ở phía trong đó thì có rất là nhiều trò chơi. Nói chung là tắm thôi, nên sẽ
tắm cho đã nha, để xem là tắm ở trên thành phố có sướng giống như là tắm suối không nha Tâm. Dạ. Thôi giờ đi. À, giờ sang với mấy đứa sẽ đi mua vé nha mọi người. Ê, mua vé ở đâu ta? Trên kia quá. Lên đi lên đi. Đi bên đây. Đi đi qua đây mua vé nào mấy đứa. Đo đo thử coi, Tâm đo thử coi được bao nhiêu mét à? Rồi người lớn luôn rồi. Chết rồi. Bán cho em 8 vé. Ừ. Dạ dạ dạ. Phải 8 người không? 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. 450 một vé. Cái này là được mấy tiếng chị? Cái này là mình chơi được mấy tiếng? À, khi nào đuổi về, khi nào đóng cửa ra đúng không? Phải đeo cái này, lại đây, Tâm lại đây. Rồi mọi người đeo một cái đi. Rồi đeo đi, tự đeo đi. Rồi, chơi vui vẻ nha em. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn. Sang á, thì vừa mới mua vé xong cho mọi người. Mấy đứa này như Tâm đây nè, thì cao trên 1m4 rồi, 1m5 rồi nên Tâm là 1m5 đúng không? Dạ. Phải mua vé người lớn cho mọi người chứ không còn là con nít nữa đâu, Tâm này lớn rồi. Khi mà mua xong á thì sẽ tặng một cái vòng gì kéo kéo vô cho anh ơi. Rồi kéo vô đừng làm mất nha, mất là bảo vệ đuổi ra đó. Rồi đi trước nay thì mấy đứa nó cũng đã lớn hết rồi mọi người, nên giờ đi đâu cũng phải mua vé người lớn chứ đâu có mua để trẻ em nữa. Rồi đi vô. đây. Quét tay vậy? Rồi anh ở trong đây. Đây hả? Rồi hãng này. Rồi hãng giữa con chuyện ngay. Mấy đứa thấy chỗ này sao? Đẹp lắm không? Dạ. Ở phía trong đó có rất là nhiều hồ bơi cũng như là rất là nhiều chỗ để chơi nha. Nên hôm nay ráng chơi cho thật đã nha mấy đứa. Dạ. Tiếc một cái là hôm nay á lại thiếu nhóc Dảnh mọi người, nên không có đi được, chỉ có Sang với mấy đứa thôi. Nên đi chơi bù phần cho Dảnh nha. Dạ. Để gửi cho Dảnh cái video nha. Dạ. Thôi giờ thì đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ di chuyển vào phía trong nha mọi người. Quá rộng luôn. Đi kiếm cái chỗ bản đồ á, để mình xem cái chỗ mình bơi á. Đi vô. Wow, chỗ này mọi người xem này. Wow, rộng thật luôn á. Đã không? Wow, mọi người xem chỗ kia bự lắm. Đi qua cái bản này để coi trò chơi. Ở đây là cái bản trò chơi nè mọi người. Có ở đây là có 12 cái hả? Sang vừa mới được một anh hướng dẫn viên là hướng dẫn là sẽ đi qua cái cầu chỗ này em người, để tắm rửa người trước xong rồi mình mới đi vào trong khi chơi. Đi tránh lên. Ui. Quá xanh nè luôn. Kiếm chỗ để dép đi. Đứa thì cũng đã vào tới trong rồi mọi người. Ở đây là cái hồ bơi này, nhưng mà trước khi xuống bơi á, thì sẽ mặc áo phao vô cho an toàn nha. Ở dưới quê bơi á, thì không cần mặc, nhưng mà lên trên đây á, thì mình mặc cho nó an toàn. Rồi mặc đi rồi xuống, kéo lên. Đấy, kéo lên. Ôi nó bằng nhau kìa, chưa. Cầm cho anh, thấy anh mặc cho Tâm. Cái này nó hư hết rồi Tâm ơi. Đấy, kéo lên, đơn giản thôi. Đây anh mặc luôn. Vừa mới mặc áo phao xong hết nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xuống bơi nha. Dạ. Rồi, bé voi ba chạy nè. 1, 2, 3. Trơn quá. À tưởng ông trơn chứ. Cái nước đó có cái mùi gì á. Cái nước này rất là trong nhưng mà nó có cái mùi nha mọi người. Cái mùi của nó giống như là cái mùi thuốc tẩy vậy á. Giờ đi đường này nè, đường xoáy kìa, đi đường này nè. Nhanh lên. Đi. À cái chỗ này nước nó chảy đó mọi người. Sát lên bờ nước chảy mạnh hơn á.
đứng lên Hậu, đứng lên Hậu này mà hướng anh đó. Hậu cộng được hai người á. Ơi, nằm xuống bơi Hậu, À, mấy năm trước lúc mà mới đi quay á mọi người, nhóc Hậu có tí xíu à, mà năm nay đã cổng được sang luôn. Hậu nhiêu ký Hậu? 69 kg. 69 kg à? Dạ. Sang có 59 kg á mọi người, Hậu hơn Sang 10 kg nha. Quá dữ. Đi bơi lên này mấy đứa, nhanh lên. Cũng đã đi một vòng hết cái vòng tròn chỗ này em người. Bây giờ thì sẽ đổi qua chơi trò chơi khác. Bơ vòng này mỏi tay quá. Bỏ pha ra mấy đứa, rồi lại cho chú đi. Đã chơi cái trò chơi đầu tiên á là trượt nước xung quanh cái khu vực chỗ này nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chơi tới trò chơi tiếp theo nha mấy đứa. Dạ. Ở trước đây á là có một cái ống trượt nhỏ. Giờ mình sẽ lên ống trượt đó để chơi nha. Dạ. Rồi trước khi lên ống thì mấy đứa nhớ mấy cái này nha. Dạ. Nè, không được phóng cá heo nè. Ở dưới quê sang mấy đứa cái chỗ này là không phóng cá heo nè. Không đánh nhau nè, không chạy nè, hồi nãy mình chạy là không đúng rồi nha. Rồi không nhảy nè, không đái nè, không có đá không? Không. Nãy là nghi Hậu có đái nè. Không được dắt chó nè, nói chung là như vậy thôi, không được hút thuốc nha. Rồi đi vô. Giờ mình lên cái trò chơi mình kia mình chơi. Đi đi theo đường này đi. Đây. Ôi. Từ từ nha, lên trên cao nha. Lên nè. Lên trên cao đi. Nước ở trong này lạnh lắm mọi người. Đây nè, ơi, đây giăng. Chụp cái kia đây. Chụp cái thấp thôi là mà hồi mà chụp cái cao sao? Qua đây. Ui, cho hai đứa nhỏ trượt trước đi. Hai đứa nhỏ dám trượt không? Trượt từ đây nè, xuống dưới kia kìa. Cái này là cái ống này. Rồi hai đứa nhỏ trượt trước đi. Ba đứa nhỏ đâu rồi? Tám, thử trước. Mấy người trên vlog trên là. Rồi, ngồi xuống. Hai đứa trượt được không anh? Được. Rồi, vô. Rồi, đi luôn đi. Xuống mình, tới anh mình. Đây này. Mọi người xem hai đứa nhỏ nè. Đâu? Quá đã luôn. Trời ơi, xuống dưới kia luôn. Đi. Từ từ văng, anh nữa. 1, 2, 3. Quá đã. Hậu đừng để anh Hậu. Từ Hậu. Cái màu xanh đó kia mọi người. Leo lên trên đây á, giờ tiếp tục là chuột cái màu đỏ này nha. Bên đây là hai cái này là với cái bên kia. Giờ là ngồi xuống nha. Vậy ngồi trước đi rồi tới tâm là ngồi nguyên đám luôn. Cái này mình chuyển ba anh sao? Ba đi trước đi. Rồi xong anh với thằng ấy đi sao? Rồi 2 1 2 3. Đi. Đi thay. Rồi anh với thay như vậy. Đi. Ôi, go. Lên chuột ống đi, Chạy lên. Vô đi là tới anh sao? Rồi chuột dưới đi. Okay. Cái này chắc chạy ghê hơn nữa. Được chưa? Dạ, vô được. Ra mới được ha. Cái ống này thì rất là dài luôn mọi người xem đây này. Qua bên đây, sống xuống đây. Sắn này đó. Rồi ra ngoài kia nha. Ra rồi hả? Rồi, giờ tới sang nha. Anh đi trước nha. Cái cảm giác ở đây thì hơi ghê á mọi người. Đã quá. Tại kia la to thì chứ. Nó la to thiệt chứ. Ra ngoài. Rồi,
chỗ trượt chỗ này á thì có đã chưa? Đã. Giờ thì mình sẽ chơi cái trò trượt cao hơn luôn nha. Đã. Ở đây thì nó có hai cái trượt cao mọi người. Đầu tiên là cái trượt bên kia rất là cao luôn, với lại cái trượt bên đây này. Đó, cái ống màu cam kia còn cao hơn nữa. Giờ thì mấy đứa chọn chơi trò nào trước? Này, màu cam đi ha. Dạ. Rồi, giờ đi. Giờ sai đứa sẽ khởi hành qua cái ống màu cam bên kia cho mọi người. Ui, cao không? Wow, mọi người xem cái ống trượt ở kia. Giờ thì sang với mấy đứa sẽ lên cái ống trượt đó để mà trượt cho mọi người. Đây đây, bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây. Rồi, biết chỗ đó nha mọi người. Đây là mấy tóc đúng không? Dạ. Wow. Mọi người xem cái dòng trượt ở đây nè. Ui, ui, bao nhiêu xoắn luôn, chỗ này chắc xoắn ghê lắm nè. Rồi, leo lên, leo lên. Em Tâm, lát anh với Tâm trượt chung nha. Dạ. Tắm ở đây có đã hơn là tắm ở dưới sông không? Dưới suối không? Dạ, ở đây đã hơn. Đã hơn đúng không? Tại vì ở đây nó có nhiều cái trượt mọi người. Còn ở suối thì chỉ có cái nhảy thôi. Lên phía trên cái ống màu cam rất là cao nha mọi người. Bây giờ thì sẽ bắt đầu là chơi cái trò trượt ở đây nha. Mọi người xem cái chỗ này, nhìn xuống này, rất là cao luôn, cao lắm. Từ đây này, đấy, rồi giờ chuẩn bị vô nha. Cái này là được mấy người hả? 6 người hả? Giờ chắc hai đứa bự đi sao ha, chia làm bốn ha. Và giờ 4 người à, Văn, anh với Quỳnh với Tâm đi trước nè, còn ba đứa kia đi sao? Lên đi. Lên luôn rồi Văn, ai cũng được. Chị qua bên kia đi, chị qua bên kia đi. Dạ. Rồi, ok. Từ từ nha. Từ từ anh ơi. Rồi, ok. Thôi. Dạ. Rồi, chúng mình vô nè. Trượt xuống như nó muốn ụp lại luôn á. Anh ngồi mà anh ngồi ngược người nó chóng mặt. Ngồi quay mặt xuống thì được, ngồi ngược người lại như anh chóng mặt. Sang với mấy đứa vừa mới trượt hết cái vòng to kia nha mọi người. Các cái cảm đúng là cảm giác mạnh luôn. Giờ ra sao? Có chơi tiếp cái vòng màu xanh không? Chơi tiếp một cái vòng màu xanh đó nha. Rồi đi. Cái này rút kinh nghiệm á, là mình ngồi mình quay mặt xuống nha mọi người, chứ quay mặt lên á thì rất là chóng mặt luôn. Khi nãy á, thì Sang với mấy đứa chơi cái ống màu cam nè mọi người, mà chơi có 4 người thôi, và lại Sang ngồi bị ngửa người á nên quay cũng không được rõ. Giờ mình sẽ chơi lại lần nữa cho mấy đứa. Dạ. Nhưng mà đợt này chơi 6 người nha. Dạ. 6 người mình cùng trượt, còn Hậu á, thì sẽ trượt riêng, tại vì một phao này chỉ được trượt 6 người thôi. Rồi lên. Anh ngồi quay mặt xuống, mấy đứa qua kia đi. Anh ngồi ngay chỗ này nè. Không, hồi nãy anh ngửa người đâu thấy gì đâu. Rồi, cong chân vô, đúng rồi. Thái qua đây mới đúng là Thái. Xích qua đây Văn. Rồi được chưa? Rồi. Sang với mấy đứa đã lên rồi cho mọi người. Bây giờ là chuẩn bị ra đi thôi. Rồi đi anh ơi. Chuẩn bị cao giác mạnh nữa nè. Không sao đâu. Đừng có la nha. Cố gắng đừng có la nha. Đừng có la nha. Ôi. Ôi, giòn lần này đâu sao đâu. Cái màu cam ở kia á, cảm giác của mấy đứa là sao? Vẫn đã đúng không? Dạ. Nhưng mà Sang á thì mọi người xem này, Sang rất là chóng mặt luôn, giống như bị trúng gió vậy đó. Tại vì Sang là một người mà đi xe thì bị say xe đó.
đi xe từ dưới quê lên tới đây đã mệt rồi mà chơi mấy cái trò này nữa chóng mặt. Nhưng mà thôi dù sao cũng lên đây rồi nên ráng chơi chung với mấy đứa cho vui ha. Dạ. Cái màu cam đi hai lần cũng đủ rồi nha. Dạ. Giờ thì mình sẽ đổi qua chơi cái màu xanh phía bên đây nha. Dạ. Cái màu xanh này thì còn cao hơn nữa mọi người xem này. Nguyên một cái lồng tròn tròn phía trên đó này. Đi lên. Cái màu xanh này thì để cho bốn đứa nó chơi trước cho mọi người, tại vì cái phao này chỉ được bốn người thôi. Ngồi vậy hả? Rồi Giang cầm đi. Giờ thì Giang sẽ cầm quay cho mọi người để trượt xuống nha. Rồi vậy đó rồi. Từ từ để... Rồi đi đây nha. Rồi đi đây. Ôi cầm đi. Rồi đi đây. Rồi không sao đâu. Bye bye. Mấy đứa nhỏ nó vừa mới trượt một đường mọi người, bây giờ thì tới lượt của Sang trượt nha. Đó giờ Quỳnh á là rất là gan trượt một lần rồi, giờ quay lên để trượt tiếp lần hai nữa. Rồi ngồi cao lên hả? Đường trượt chứ mọi người, em mình ngồi cao thôi, chạy đây không sao đâu, khỏi bay mà. Không bao giờ trượt lần thứ hai đâu, ghê quá. Nát. Muốn ối đầu hài luôn. Chơi đầu tiên đã mà. Kéo anh vô hồ ơi. Nãy giờ thì Sang vừa mới trượt xong cái ống trượt màu xanh nha mọi người. Cái cảm giác là khi trượt nó rớt xuống mình rất là chóng mặt luôn. Nếu mà ai yếu thì trượt cái này chắc đúng là không chịu nổi. Sang chóng mặt lắm mọi người, giờ đứng không nổi luôn. Mấy đứa là sao, coi trượt nổi không? Coi trượt nổi không? Dám trượt nữa không? Dám chứ. Dạ, Quỳnh dám trượt à? Ống nào nữa chú? Dạ. Dạ. Bán cho mấy ly nước ơi. Em bán nước gì em? Em bán nước tắc với trà hồng vải. Trà hồng vải à, vậy cho anh ly nước tắc đi ha. Nhiêu tiền ly đây? 20.000 ly. Mắc chứ hả? 20 hả? Dạ. 5.000 thôi nha. Ly nước tắc này. Rồi, muốn ai mời khách đi em. Sang với mấy đứa đu vòng tròn mọi người thì chóng mặt quá nên thôi ra đây uống nước tắc nha. Mọi người thấy Sang giật gió phía trên là mọi người biết Sang đang chóng mặt lắm à. Nước tắc hơi ngọt nha. Lần sau rút kinh nghiệm là làm nó chua chua một chút dễ uống. Em có thấy cái trò chơi ở chỗ kia không? Cái vòng phễu ở chỗ này mọi người. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cảm giác mạnh nhất trong các cái trò chơi trượt nước ở chỗ khu siêu công viên nước này nha. Dạ. Nó trượt rất là mạnh luôn. Anh thì anh cũng rất là muốn chơi cùng với mấy đứa ha. Nhưng mà Sang bây giờ hiện tại là mọi người xem này, đang bị sốt rồi mọi người, rất là chóng mặt luôn. Sang không thể nào đứng dậy nổi, nó rất là chóng mặt. Nên bây giờ anh giao nhiệm vụ cho mấy đứa nha. Dạ. Sẽ thử cái trò chơi đó và sẽ tự quay nha. Dạ. Sẽ lên đó review cho mọi người xem là cái trò chơi đó như thế nào nha. Dạ. Anh cũng rất là muốn lên trên đó để chơi cùng với mấy đứa ha.
nhưng mà cái sức khỏe của Sang không có đủ á mọi người, nên mọi người cũng hết sức thông cảm nha. Rồi đi rừng nhiều quá rồi nên bây giờ sức khỏe cũng không còn nhiều giống như trước nữa, nên cứ chóng mặt một xíu là không chịu nổi. Thôi giờ thì Giang ha, tôi giao lại cái máy quay này cho Giang. Giang sẽ là người cầm máy quay này lên trên kia cùng với mấy đứa sẽ chuột cái trò chơi này nha. Giờ thì giao nhiệm vụ cho Giang nha. Giang là người lớn nhất trong nhóm nên Giang sẽ là người cầm cái máy quay thay Sang nha mọi người. Rồi Giang cầm đi. Rồi mấy đứa đi chơi đi nha, đi chơi vui vẻ nha, chụp đứa vui vẻ nha. Dạ. Rồi đi đi. Điên nào thế? Ui, sợ lắm mày. Đi đâu hả? Lên thôi. Này. Lên đi. Anh đi tìm lắm. Từ từ, từ từ chút. Rồi bắn lên đi. Không sao đâu. Lên. Không sao đâu mà. Không sao đâu. Không có chết đâu. Có gì nó bắt lại là được. Nhớ bắt lại là được. Cái cảm giác người mình đang đi từ từ thôi. Ok chưa? Rồi ok, cầm chắc nha. Có gì chắc. Rồi ok, cầm chắc rồi chưa? 3 Go. Chắc chưa? Ôi trời. Không sao. Không sao đâu. Rồi tới lượt tụi mình nè. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi vậy là con cái đó rồi, con cái kia nào bình thường là nhúng nhúng lăng qua lăng lại lăng qua lăng lại anh nhúng dọc. Ui sợ lắm. Rồi nghe lỗ đi. Rồi ok, tập trung được chưa? Rồi ok. Rồi go. Con sao con sao. Ê, nào cũng ghê đó. Anh nhậu. Ơi, anh ra chung vậy. Kìa cho hai nhỏ cho cái kia được không? Một nhỏ một lớn ở đây. Hai anh kia hết chơi rồi. Không tâm không dám. Vậy là quỳnh cái này đó, cái đó đi. Rồi ha. Rồi nhập vào. Vậy hả? Ôi, mua sao? Rồi, vô quên. Mua sao? À, dắt kéo rồi, dắt đi. Quay mặt ra ngoài. Đi. Quay rồi lên luôn. Ôi, sao? Ok chưa? Mẹ, quên sao? Nó tới đây nè. Ok, bye bye. Woo, let's go. Con cái này đi từ từ ha, cái này đi. Ôi, này từ từ dữ chứ. Cái này đã nè.
Rất là tiếc luôn mọi người, Sang thì không có đủ sức để thử hai cái trò chơi này nha. Mấy đứa thì nêu cảm giác hồi nãy chơi sao Thái? Sợ lắm Sang. Sợ lắm hả? Rớt cái tim. Rớt cái tim mà hậu. Em thì cảm giác nó gây thả, nó gây chậm xuống. Muốn chơi nữa không? Thôi, không, không dám chơi nữa ha. Hai đứa là thử, mấy đứa cũng đã thử rồi, mấy đứa nhỏ thì không dám. Nhưng mà khi nãy ở trên lo với lại mấy anh thông báo là sắp có sóng ở phía cái biển nhân tạo ở ngoài đây. Nên giờ thì mấy anh em mình sẽ ra ngoài biển nhân tạo nha. Rồi đi, đi theo đường này, mấy đứa nhỏ lát sẽ đi sau. Mấy đứa nhỏ thì nó leo lên rồi nhưng nó không dám chơi, nó phải đi bộ ngược xuống nha mọi người. Sang thì nói thật với mọi người là Sang không dám leo luôn. Bây giờ vẫn còn hơi nhức đầu, nhưng mà thôi cố gắng. Sang với mấy đứa đang đứng ở cái khúc biển nhân tạo mọi người để đón sóng nha. Giờ thì đang xếp thành một hàng ngang nè. Đó, đây nè. Ủa sao tự ra nước ta? Để ta là ra nước, thấy dưới ta. Lần đầu tiên biết luôn. Ra. Có cái này nè. Sao như đứa đang đi nhà vệ sinh ở chỗ đang đi nhà vệ sinh ở chỗ công viên mọi người. Mà đặc biệt cái là chỗ này rửa tay nó đặc biệt lắm. Ai dưới ta? Ủa cũng ra hả? Nó ra nè. Hèn chi nãy giờ Sang cứ bấm cái này mọi người. Bấm mãi mà chẳng thấy ra nước. Thôi đi Tâm ơi, đi đi chơi tiếp. Dạ rồi. Dạ dạ em tên Sang. Dạ. Đi. Dạ. Đi mấy đứa. Dạ. Sang vừa mới mua ở đây 8 vé xe lửa mọi người để mà đưa mấy đứa qua mé bên kia để chơi đua xe địa hình nha. Giờ thì Sang cảm giác là cũng khỏe hơn một chút rồi. Đi ở đây hả chị? Dạ. Xe lửa em ngồi đó chờ xíu. Dạ. Em cảm ơn. Xe lửa cũng đã tới rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lên xe lửa điện nha. Để khởi hành đi xuống dưới đua xe địa hình nha mọi người. Hơi nắng á. Cái mé này không nắng ngồi thôi. Ngồi đi lên đi. Mới lạnh đâu ra? Cái này nó chống chạy vậy mới lạnh đâu ra? Khởi hành đi nha mọi người. Cũng mạnh chứ. Ủa, quay đâu à? Dạ, quay đầu đến đi. Dạ rồi hả? Super King, lên. Lên. Xuống xe. Đi tiếp mà. Anh với Văn với đây xuống. Cái chỗ mà đua xe địa hình rồi nha mọi người. Giờ thì Sang, hai đứa nhỏ với lại Thái với lại Văn sẽ ở đây để chơi xe đua xe địa hình. Còn Hậu với Quỳnh sẽ tiếp tục đi nha. Tại vì Hậu với Quỳnh bảo là mệt mỏi trong người với nắng á, nên sẽ ngồi xe lửa đi tiếp. Giờ thì sẽ qua mua vé để đua xe địa hình. Em vừa mới mua hai vé đua xe địa hình nha mọi người. Sang một chiếc xe địa hình sẽ chở được hai người, Sang sẽ chở Tâm, còn Thái sẽ chở Việt nha. Còn Văn thì sẽ không đi, do là Văn bảo là không biết chạy xe, sợ là nó tông vào cây này kia, nên bốn em sẽ đi thôi. Bây giờ thì cũng là 11, 12 giờ trưa, hơi nắng một chút. Đây, quẹo vô đây để chuẩn bị lên xe để chạy một vòng thử nha. Đây là những chiếc xe để mà chạy đây. Lên đây, nhanh lên. Thái chạy xe nào?
chạy xe xanh đi ha, chạy trước anh chạy sau anh chạy xe trắng. Đây này. Wow, nghe tiếng dữ thật. Tao cầm nha. Dạ. À, đi thôi. Ôi, nó nhìn ghê hả? Vượt qua người ta luôn à. Mọi người nghe được tiếng cái ga xe không? Giống như là chiếc siêu xe vậy, nghe tiếng rất là đã luôn ha. Sang đang chạy lên trên cái đường như thế này nè. Đường hơi buồn chút nha mọi người. Chạy đâu khác gì xe máy đâu. Rồi tâm quay đi anh chạy nhanh nè. Ha, chạy nhanh nha. Ra từ từ thôi. À, bây giờ thì Sang sẽ cho Tâm chở Sang nha mọi người. Cái xe này thì không có giới hạn độ tuổi nha, mấy đứa nhỏ nhỏ vẫn chạy được nhưng mà nó chạy từ từ thôi. Đó. Dạ chạy vào đúng không Tâm? Cứ bóp ga ở chỗ này nè mọi người, chỗ này có cái ga này, cứ bóp bóp vô là nó chạy thôi. Rồi cứ lái theo đường với xe máy vậy đó. Cho anh Việt chạy đi, cho anh Việt chạy đi. Né né qua đây, né qua đây, né qua đây. Rồi chạy từ lại, chạy từ lại. Rồi dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Rồi chạy chạy gì chạy trước đi. Rồi cho gì chạy trước đi, để bụi lắm. À cái đường này thì hơi bụi nha, phải đeo khẩu trang mọi người. Còn xe không có khẩu trang thì bụi lắm. Rồi đi đi Tâm ơi, đi từ từ thôi nha. Đó, cứ đi từ từ thôi mọi người. Tại vì cái số của nó là có một số nhanh và số chậm. Mấy đứa nít chạy thì mình sẽ gài cái số chậm lại nha. Ôi. Chết đầu lái của đi vậy. Lên chậm. Rồi, đi đi. Ủa xe kia tiếng to thế. Chậm thôi. Buồn quá. Trời ơi. Đi chậm. Đi lên cái kia đậu cái kia đậu. Rồi lấy ra. À, nãy giờ thì Sang dắt mấy đứa đi công viên nước xong mọi người quay qua bên đây á, thì mấy anh em Sang đang đi lên phía trên của Vincom nha. Ở trên đó thì Sang sẽ dắt mấy đứa đi ăn lẩu băng truyền nha mọi người. Thật ra thì Sang cũng không rành ở trên đây á, nên không biết là có chỗ nào đi ăn ngon. Nên cứ ăn uống gì thì cứ dắt mấy đứa lên trên Vincom cho mấy đứa chơi thôi. Đi bên đây chứ. Bên đây. Đi 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 đi. Giờ thì mình sẽ lên tầng trên nha mọi người. Wow, nó cao chứ. Do là hôm nay trễ rồi á, nên Sang với mấy đứa chỉ lên ăn uống thôi, xong rồi về chứ không có lên xem phim nha. Xe quá trời luôn kìa. Lên đây ăn cho no nha, anh dắt đi ăn lẩu băng truyền giống như buffet vậy á. Ăn cho no nha. Dạ. Chứ ăn mỡ ít là lỗ nó nghe chưa. Dạ. Ăn sao cho căng cái bụng thôi nha. Dạ. Không biết chỗ nào nữa, để sao đi kiếm thử. Từ từ đó anh đi kiếm cái chỗ nào có băng truyền đó. Đi 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 thôi anh. Ở đây nè. Kia kia kia. Cái này là cái gì ta? Lẩu Đài Loan hả? Mình đi ăn lẩu băng truyền cho đã. Đi đi qua bên kia. Đi 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 đi. Đây đây, ngồi đây. Ngồi đây cũng được. Ngồi đây đi. Bốn người ngồi đây, bốn người ngồi kia.
bốn đứa nhỏ ngồi bên đây đi. Rồi anh với bốn đứa lớn. Rồi đó, bốn đứa ngồi đây. Ngồi đây bốn người đối diện với nhau. À, sang như mấy đứa vừa mới gọi phần lẩu xong nha mọi người. Bây giờ chờ nhân viên bưng cái phần lẩu ra ngoài đây, rồi mấy anh em sang sẽ chuẩn bị ăn nha. Nhưng mà ở trên bàn này thì chủ yếu là có nấm, nấm với lại trứng nè, có cọng bún nè, có rau thôi. Nãy giờ là chưa thấy thịt, chắc là thịt một xíu rồi mới có quá. Ôi sao cái này nó bay lên trên ta. Xong mình gọi bên trái nha. Dạ dạ. Sang sẽ ăn lẩu nấm nha, còn mấy đứa ăn lẩu cay nha mọi người. Đây là một phần lẩu buffet mọi người, thì hai người sẽ có một đĩa như thế này ha. Nhưng mà đặc biệt hơn là ăn hết thì sẽ được lấy tiếp nha, nhưng mà phải ăn hết nha. Đấy, một đứa lớn với một đứa bự. Hậu thì khả năng của Hậu là chắc ăn được mấy dĩa như vậy quá. Thôi lấy đũa cho anh, lấy cho anh đôi đũa. Thôi rồi, cứ chia đôi nha. Bên kia gấp vô đi thôi, bỏ vô đi cho nó sôi. Để gấp mực đi, gấp mực, gấp đại đi nha. Đây thịt bò cho mọi người, giờ sẽ cho thịt bò vào phía trong. Cá đúng không, cho cá vào phía trong, cứ cho vô đi, cứ cho vô đều đều đi mấy đứa. Đừng đợi nó sôi nó lại không ngon á. Cái này là gì? Không không, cái nào ăn xong á mình lấy xuống. Lấy cái dĩa xuống luôn. Em biết không lo để lên. À, lấy cái dĩa xuống luôn. Lấy xuống là lấy cái dĩa xuống luôn nha. Đây Sang sẽ ăn thêm cái này là khoai môn. Rồi, giờ bật bếp lên nha. Đây là cái bếp này. Dạ dạ dạ. Dạ đây ạ. Dạ anh cảm ơn. Cái nào lấy thì bỏ cái dĩa xuống dưới nha. Rồi bật bếp lên đây nha, bật bếp cho nó sôi lên đây nha. Xem sẽ ăn thêm một ít rau nha mọi người. Mấy đứa lấy rau chưa, bỏ vô đi. Nó hơi nhiều, thôi vậy đủ rồi nha. Giờ thì chuẩn bị ăn thôi. Cho nó sôi lên lần nữa là ăn. Quá trời sôi mọi người. 2 3 vô 2 3 vô 2 3 uống. Mặc dù uống nước ngọt nhưng vẫn như ôi mọi người. Mời mọi người nha. Rồi ăn đi mấy đứa ơi, tắt bếp đi. Rồi giờ tắt bếp nha. À, sang mời mọi người cùng sang với mấy đứa mình sẽ ăn lẩu băng kiềng nha. Cố gắng ăn nha mấy đứa. Đây. Ở đây là cái phần đậu ván. Để nó nguội mình hơi nóng một chút. Ôi cái cục trứng cá, cá bên chiên bự dữ. Chấm với cái này nha. Này, mời mọi người. Hôm nay rất là tiếc, một cái là không có rảnh này, cũng như là không dắt được bối bối với vợ sang đi mọi người. Nên có lẽ là hẹn một dịp sau á. Dịp sau thì khi mà bà Bảo nó lớn hơn một chút á thì sẽ dắt cả bà Bảo với bối bối đi cho vui. Lên đây thì chắc là bà Bảo với bối bối thích lắm. Ăn đi Tâm. Dạ. Thôi cái lẩu kia đỏ cay dữ vậy. Ăn đại đi tao. Dạ. Giờ sang mời mọi người nha. Rất là nóng không? Đây mời mọi người ăn miếng đậu bán nha. Về miếng rau nha. Dưới đây thì có mực nữa. Mực của bên dưới. Đây, đây một con mực lá mini. Chấm đi. Sang chưa ăn hết nữa mọi người, mà người ta đã mang lên một dĩa rồi. Không biết là ăn hết hay không. Sợ không ăn hết thì phí á. Ráng ăn cho Giang ăn no căng bụng nha. Tại vì từ đây mà chạy về dưới Sang thì nó cũng xa, không ghé đâu ăn nữa đâu. Ăn cho no xong về thôi. Mời mọi người nha. Anh ăn cái món gì vậy ta? Ăn món bún sao? À bún, có bún đó hả? Dạ có. À.
thì cũng đã no rồi mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ đi qua mua một ít đồ mang về cho bố vui nha, cũng như là Khánh Hạnh đi về. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của Sang. Cảm ơn mọi người đã quan tâm cũng như giúp đỡ cho Sang trong suốt thời gian qua để kênh YouTube ngày hôm nay đạt được một mốc 1.4.3 triệu ngàn đăng ký nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một dịp khác nữa. Khi nào mà kênh YouTube đạt được 4.4 triệu người đăng ký á, thì Sang sẽ dắt mấy đứa đi chơi tiếp cho mọi người. Còn bây giờ thì Sang với mấy đứa xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tất cả mọi người nha. Bye. Bye.